Lượt trận cuối cùng của lượt đi giai đoạn 2 giải Futsal vô địch quốc gia 2016 đã diễn ra với tâm điểm là cuộc đua tranh vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng giữa hai đại diện đứng đầu là Futsal Việt Nam hiện nay là Thái Sơn Nam và Sanna Khánh Hòa. Tạm dẫn đầu với cách biệt một điểm so với nhà đương kim vô địch, Thái Sơn Nam hiểu rằng họ buộc phải có được 3 điểm trong cuộc đối đầu với Sanatech Khánh Hòa nếu như muốn bảo toàn vị trí đang có. Và việc nhập cuộc với quyết tâm lớn đã giúp thầy trò Nguyễn Bảo Quân sớm tạo ra được lợi thế khi Văn Vũ tỏa sáng với bàn thắng ở phút thứ 15. Chính phát súng khai nòng này đã khiến cục diện trận đấu trở nên sôi nổi hơn với liên tiếp những pha sóng gió được đội bóng của Bầu Tú dội lên phần sân của đối phương. Và trước những đợt tấn công như vũ bão, khung thành của Sanatech Khánh Hòa chẳng thể đứng vững khi lần lượt Thất Phi và Giang Phát thay nhau điểm tên lên bảng tỷ số để gia tăng cách biệt lên thành 3-1 cho đội nhà. Những gì mà Sanatech Khánh Hòa có thể làm được trong trận đấu này chỉ là bàn thắng vớt vát danh dự của Quang Toàn ở đầu hiệp 2. Bởi trước khi trận đấu kết thúc, Quốc Nam đã kịp lập công để hoàn tất chiến thắng đậm đà 4-1 cho đội bóng của Bầu Tú. Niềm vui chiến thắng của Thái Sơn Nam càng được nhân lên gấp bội khi ở trận đấu diễn ra sau đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là Sanna Khánh Hòa tiếp tục thể hiện một bộ mặt bạc nhược trong cuộc đối đầu với Thái Sơn Bắc. Ngay phút đầu hiệp 1, nhà đương kim vô địch đã để đối thủ vươn lên dẫn trước với bàn thắng của anh Tùng ở phút thứ 8. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều đáng thất vọng nhất, bởi bước sang hiệp 2, thầy trò huấn luyện viên Đặng Đình Khang còn phải vào lưới nhập bóng tới 4 lần sau cú đúp của Quang Duy và các pha lập công của Minh Quang và Tuấn Vũ. Những phút cuối trận, Sanna Khánh Hòa chỉ kịp ghi cho mình hai bàn thắng danh dự nhờ công của Khắc Chí và Trung Nam, qua đó chấp nhận thất bại muối mặt với tỷ số 2-5. Ở những diễn biến còn lại, Sài Gòn FC đã bất ngờ đánh bại Hoàng Thư Đà Nẵng với tỷ số 3-1 để qua đó leo lên vị trí thứ 3 với 10 điểm. Hoàng Thư Đà Nẵng với 7 điểm, chấp nhận vị trí dưới đáy bảng xếp hạng. Việc cầm chân nhau với tỷ số 5 đều trong trận cầu của cơn mưa những bàn thắng đã khiến cả Cao Bằng và Tân Hiệp Hưng cùng kết thúc giai đoạn 2 với vị trí quen thuộc. Trong khi Cao Bằng tiếp tục duy trì vị trí thứ 4 với 9 điểm, thì Tân Hiệp Hưng rơi xuống vị trí áp chót với 8 điểm. Kết thúc lượt trận cuối cùng của lượt đi giai đoạn 2 giải Futsal vô địch quốc gia 2016, Sanna Khánh Hòa đánh mất ngôi đầu vào tay Thái Sơn Nam. Dù vẫn bảo toàn được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, thế nhưng thầy trò Đặng Đình Khang đang chịu áp lực rất lớn từ nhóm các đội phía dưới khi khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 6 giờ chỉ còn đúng bằng điểm số của một trận thắng. Lượt về giai đoạn 2 giải Futsal vô địch quốc gia 2016 sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 20 tháng 5 tới tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Thành phố Hồ Chí Minh.